Ông Putin mới đây ông tuyên bố là bây giờ thế giới đó đang ở một cái thời kỳ rất nguy hiểm. Nguy hiểm nhất kể từ cái Thế chiến 2. Nhưng mà ông nói cái này cũng bằng thừa. Chính ông là người gây ra. Tự nhiên ông mở cuộc chiến. Đang tất cả yên lành, không có vấn đề gì cả. Ông gây ra rồi bây giờ ông lại lên tiếng giống như là cảnh báo á, là thế giới chúng ta đang ở trong thập niên nguy hiểm nhất từ cái Thế chiến 2. Thì ông muốn ngưng, ông rút quân thì hết chứ có gì đâu. Nhưng mà bây giờ chính ông gây ra rồi ông lại làm như là ông hiền lành lắm. Tổng thống Putin ngày 27 tháng 10 đây mới tuyên bố là thế giới đang phải đối mặt một thập niên nguy hiểm nhất kể từ Thế chiến 2, cáo buộc là phương Tây đang tham gia một vụ tống tiền hạt nhân chống lại Nga. Ông Putin cũng nói là ông không hối tiếc về việc đưa quân vào Ukraine, đồng thời tố các phương Tây kích động chiến tranh, chơi một trò chơi chính trị nguy hiểm, đẫm máu, bẩn thỉu, gieo rắc hỗn loạn trên toàn thế giới. Thì tất nhiên rồi, bây giờ ông có hối tiếc thì ở đời nào ông nhận, ông đã lỡ lỡ tham chiến, ông đã đẩy một cuộc chiến lớn, lôi kéo cả thế giới bị ảnh hưởng đây. Thì bây giờ dù tâm tâm gã có hối hận cũng đời nào gã nhận. Cho nên ông ta bảo là chúng tôi không hối tiếc gì cả. Thời kỳ lịch sử của nền thống trị không phân chia phương Tây đối với các thế giới sắp kết thúc. Putin nói thêm tại cái phát biểu ở cái câu lạc bộ thảo luận Vandai. Đây là một cuộc tập hợp các chuyên viên của Nga. Chúng ta đang đứng ở biên giới lịch sử, phía trước có lẽ là một thập kỷ nguy hiểm nhất, khó đoán nhất nhưng cũng là quan trọng nhất kể từ Thế chiến thứ hai kết thúc. Mặc dù bị chỉ trích mạnh mẽ của phương Tây, ông Putin tỏ ra thoải mái khi được hỏi về triển vọng chiến tranh hạt nhân và cảm nhận về ông về những người lính Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Ông cho rằng một phần đó là cuộc nội chiến. Ông Putin cũng đổ lỗi hết cho phương Tây đã gây ra căng thẳng, viện dẫn những phát biểu của cựu thủ tướng Liz Truss về việc bà sẵn sàng sử dụng các biện pháp răn đe hạt nhân của London nếu hoàn cảnh yêu cầu. Và ông Putin cũng nói thêm là chúng tôi không cần phải làm điều đó, sẽ không có ý nghĩa gì về vấn đề chúng tôi phải làm những cái hư hại cho phía Ukraine. Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 gây ra một cuộc đối đầu lớn nhất với phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng phi đạn Cuba năm 1962. Trong cái căng thẳng chiến tranh lạnh khi mà Liên Xô Hoa Kỳ đã tiến gần đến chiến tranh hạt nhân, hàng chục nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc chiến Ukraine, trong khi phương Tây áp đặt các chế tài nghiêm khắc nhất trong lịch sử đối với Nga, một trong những nước cung cấp tài nguyên thiên nhiên lớn nhất thế giới. Nói là vài chục nghìn nhưng mà chúng ta cũng hiểu là con số thật người ta đưa ra đó là hai bên, tại vì cả thường dân nữa, hai bên lính chết đã đành rồi, còn những thường dân bị dính vào giữa cuộc chiến này và cho đến bây giờ là khoảng 200.000 hai bên, thưa quý vị, chứ không phải là mấy chục ngàn như là cái bản tin này đâu. Cái con số đôi khi nó không chính xác đó. Con số mới nhất mà chúng tôi đọc được là bây giờ khoảng 200.000, tính cả hai bên lính Ukraine, Nga và những thường dân vô tội đã caught in between, dính vào giữa đó, dính vào giữa cuộc chiến đó. Đi đâu bây giờ thì lúc đành thôi. Số mạng mình nhiều khi đến đó là nó phải chấm dứt. Tuy nhiên ông Putin cũng nói rằng học thuyết quân sự Nga là phòng thủ. Khi được nói về cuộc khủng hoảng hồi ở Cuba, ông Putin đã mỉa mai rằng ông không muốn ở trong vị thế của ông Khrushchev, nhà lãnh đạo Liên Xô, thời đó đấu với lại John F. Kennedy, đã đưa thế giới đến bờ vực của chiến tranh hạt nhân trước khi may quá cái ngòi nổ đã được tháo đi, quý vị hiểu rồi. Bây giờ nó gần giống như vậy đó. Nhưng ông Putin ông nói này này, không bao giờ chúng tôi muốn mình trong cái vai trò ông Khrushchev. Cho nên câu này ông chung chung lắm, có nghĩa là mình không hiểu, tức là ông sẽ hiền hơn hay là ông sẽ cũng dữ dằn như Khrushchev. Ông chỉ nói là tôi sẽ không giống ông Khrushchev. Thì mình không hiểu là ý ông là cái gì đây. Và vấn đề người ta nói thế này, vấn đề trò chơi, họ sẽ đưa đến những cái trò chơi bẩn thỉu đây này. Tức là trích dẫn bài thuyết trình ở Harvard năm 1978, nhà bất đồng nổi tiếng, cũng là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, là chúng ta nhớ là ông Solzhenitsyn đó, đã viết nhiều tiểu thuyết mà được giải Nobel đó. Ông Putin nói rằng phương Tây đã công khai phân biệt chủng tộc, coi thường các dân tộc khác. Quyền lực trên toàn thế giới là cái phương Tây đặt lên hàng đầu trong cái trò chơi này. Nhưng đó là một trò chơi nguy hiểm, đẫm máu. Và tôi có thể nói đó là bẩn thỉu. Ông Putin khẳng định ai gieo gió sẽ gặp bão. Ông ta nói hay lắm, nhưng mà câu này nên nên áp dụng cho ông ta. Vì ông ta đang gây ra bao nhiêu oán thù thế này. Thì nghĩa là cái luật quả báo đôi khi nó ngay hiện hữu ngay đời này, chứ không cần phải chờ cái gì sau hết. Ông Putin nói rằng ông thường xuyên nghĩ về những tổn thất của Nga ở Ukraine. Nhưng chỉ có Nga mới có thể đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Cuối cùng theo ông thì phương Tây sẽ phải đàm phán với Nga và các cường quốc khác đó, cũng sẽ phải ngồi lại
để tính về tương lai thế giới, có nghĩa là ông ta đoán là cái kết cục của cuộc chiến này này, tức là thế giới cũng sẽ phải nương, phải nhượng bộ ông ta, thưa quý vị.